Rồi, hello, xin biết chào tất cả các bác nha. Đó, đây là em đang test củ mic. Đó, giới thiệu với anh em rất là nhiều rồi, nhưng ngày hôm nay sẽ làm cái video lại. Đó, cái củ mic 220 của bên em này. Đó, 220 một củ anh em nhé. Mua một củ cũng như 10 củ, tiền ship sẽ là 30.000 anh em nhé. Một củ sẽ là 220 cộng với 30.000, tiền ship là 250. Hoặc là 10 củ đó, thì cũng là 2.2 triệu, thì cũng cộng thêm 30.000 tiền ship anh em nhé. Một củ cũng như 10 củ là 30.000 tiền ship. Và anh em lưu ý là màu xanh sẽ là cái củ mic xám này nhá. Cái củ từ neo này thì bên em là bán rất nhiều là củ Bayer anh em nhé. Đó. Và bên tay này thì sẽ là củ của nó anh em nhé, củ của cái mic này. Cái bộ 705 này bên em đã bán rất là nhiều, cái tiếng cũng đã rất là hay. Nhưng mà để cắm vào để so sánh cái củ từ neo này thì nó không thể bằng được anh em nhé. Và đây là một cái video em sẽ chi tiết cho anh em. Đó. Đây là cái củ thường của cái bộ mic này nhé anh em nhé. Củ bộ theo mic thì đây là cái tiếng của củ theo mic. 1 2 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Và đây là sẽ thử cái củ neo này. 1 2 5 6 7 8 9, 1 2 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 5 6 7 8 9, 1 2 5 6 7 8 9. Để nó xa như này thì cái độ bắt của nó kém hơn rất là nhiều anh nhé. Nhưng mà với củ này thì cái độ bắt của nó rất là tốt và tiếng nó vẫn đủ dài anh em nhé. 1 2 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đấy thì anh em có thể thấy đúng không? Cái củ bên xanh này đó là cái củ từ neo thì nó sẽ rất là bắt anh em nhé, rất là bắt và tiếng của nó sẽ rất là đủ dài anh em nhé, đủ cả tiếng giọng trầm đó anh em nhé. Đây cho anh em nhìn đó, củ này thì em đã giới thiệu rất là nhiều rồi và bán khá là nhiều anh em nhé, và giá rất là hợp lý, chỉ 220 một củ thôi. Đó, 220 một củ thôi anh em nhé. Thêm 30.000 là 250. Anh em nào lấy 2 củ là 440 cộng với 30.000 là 470. Đó, củ này em bán rất là nhiều và cái chất âm của nó rất là hay anh em nhé. Đó, tiếng của nó rất là dày. Đó, thì đây cho anh em xem hệ thống luôn. Đó, hệ thống là em sử dụng một mixer FX10 Pro anh em nhé. Chỉ sử dụng 1 giây thôi thì nó không thể căn chỉnh EQ được đúng không anh em. Đó, thêm nữa là đây cho anh em xem. Chỉ sử dụng một giác thôi đúng không ạ? Đó. Trên bộ mic 705, bộ mic này thì nó đã rất là hay, chỉ 2.6 triệu thôi nhưng rất là hay anh em nhé. Volume em để như nhau này, đều là 25 này. Đó, đều là 25 anh em nhé. Đó, ok chưa? Đó, như nhau mà anh em thấy là cái chất âm nó như thế nào. Thì anh em nếu mà có nhu cầu mua củ mic này thì anh em cứ liên hệ trực tiếp cho bên em anh em nhé. Đó. Tiếng rất hay, lắp vào tiếng rất là hay. Ok, cảm ơn tất cả anh em đã xem video.